Xa xa đầu kia thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đó, đấy là cái cáp treo đi từ Hòn Gai sang Hạ Long Bay và từ Hạ Long Bay sang Hòn Gai đấy. Từ Bãi Cháy sang bên Hòn Gai và phía bên trước mặt chúng ta đấy là Hòn Gai của Quảng Ninh. Và đằng trước mặt chúng ta đây, đây toàn bộ đây là cái vịnh Hạ Long quý bà con ạ. Toàn bộ đây là cái vịnh Hạ Long. Những cái ngọn núi xa đầu kia đấy là vịnh Hạ Long đấy quý bà con cô bác ạ. Và đây như quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy được, ở đây thì hầu như là không có du khách tắm biển luôn đấy. Mà bây giờ cũng là buổi chiều rồi nhưng mà tầm là tầm giờ tắm biển, nhưng mà mùa này là không phải là cái mùa du lịch nên mà lượng du khách về với Hạ Long Bay là cũng rất là ít. Alo, bao nhiêu tiền anh? Khoảng mấy giờ hàng về anh? 7 giờ anh. Khoảng nhiều bao nhiêu kiện anh nhỉ? Là bao nhiêu hả anh? Vâng, anh cứ giao em nhé. Mình thưa quý bà con, nước tràn theo cái chỗ trụng và nó sẽ vào như thế này quý bà con ạ. Nó sẽ vào như thế này. Đấy. Vào đây và bên thưa bà con một cái cảnh mà ở Hạ Long Bay ít người sẽ gặp được cái cảnh tượng này, đó cảnh tượng không có khách, không có du khách, không có người về tắm biển mà chỉ có những công nhân mà thôi. Một cảnh tượng phải nói là khá là điều hưu ở Hạ Long Bay, một cái nơi mà khá là sầm uất, bởi vì vào mùa này thì là không phải là mùa du lịch, chính vì thế mà ở Hạ Long Bay cũng không có du khách về để tham quan. Minh Toàn cũng nhìn thấy xa đầu kia thì được một vài em học sinh. Còn lại là sẽ không có quý bà con các bác. À đây, không biết là các cái anh này là hút cát hay là đổ cát, để Minh Toàn xuống tìm hiểu xem. Wow, là không khí thật là mát mẻ quý bà con. Thật là thú vị khi mà đi trên bãi cát như thế này. Để nắp chai hay là cái chai? À chỉ là nắp chai thôi, có những con cá chết ở đây luôn.
con của bác. Đây là những con tàu mà hút cát, tức là mở rộng biển. Đấy, bà con của bác có thể nhìn thấy cuối ngày thì các tàu này về đây rất là tấp nập. Nghề hút cát này cũng khá là vất vả đấy. Tàu kia là hút cát hay là đổ cát đi chú nhỉ? À, hút bớt cát đi á, à, xả cát vào đấy á, à, dạ. À, tức là đối với bà con cô bác, đây là những cái con tàu mà xả cát vào đây để làm cái bể tắm, từ hút cát này khác về và xả vào đây để phục vụ làm các cái bể tắm cho chúng ta du khách mà khi mà đến Hạ Long Bay. Đây, và những bồn cát này là những con tàu này đã đổ cát về đây. Mình toàn cứ tưởng là những cái con tàu này sẽ là hút cát đi để mở rộng thêm biển, nhưng mà hóa ra là ngược lại các bà con ạ. Không phải là hút cát đi mà sẽ đổ cát vào đây. À, đây là một số cái cần cầu, cần khoan mà đang xây dựng ở Hạ Long Bay. Nhìn cảnh tượng này thì bà con của bác thực sự chắc không ai muốn đến Hạ Long Bay bây giờ đâu. Đây cả đường điện ra đây nữa quý bà con cô bác ạ. Đó, chỉ khá là hoành tráng luôn. Toàn hôm nay đi xuống Hạ Long Bay nhưng mà thực sự muốn gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay, sầm uất đến của Hạ Long Bay đến quý bà con cô bác, nhưng mà hôm nay thực sự là thấy Hạ Long Bay hơi vắng khách, Toàn quá là bất ngờ.